Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Thân thế thật của vợ Mạnh Quỳnh và hợp đồng hôn nhân hiếm ai biết quan hệ với Phi Nhung gây xôn xao. Vợ Mạnh Quỳnh chính là người ở bên động viên nam ca sĩ khi Phi Nhung qua đời. Người phụ nữ này cũng khiến cộng đồng mạng tò mò không kém trong suốt hàng chục năm qua nhiều người hâm mộ bấy lâu vẫn nhầm tưởng mạnh quỳnh và phi nhung là một đôi vì sự ăn ý của cả hai trên sân khấu ít ai biết rằng thực tế nam ca sĩ vốn đã lập gia đình từ lâu bà xã chính là người đã ở bên động viên anh trong suốt thời gian qua phi nhung qua đời trở thành cú sốc lớn với mạnh quỳnh khiến anh rơi vào dằn vặt đau khổ nếu không có người bạn đời rất khó để nam ca sĩ vượt qua nổi vợ mạnh quỳnh Cầm rượu vốn là bạn của Phi Nhung từ trước Chính nữ ca sĩ đã mai mối cô đến với người tri kỷ trong nghệ thuật của mình Được biết, trong một lần cùng nhau đi chơi Giọng ca bông điên điển đã rủ dây cầm rượu đến nghe Mạnh Quỳnh hát Ngoại hình xinh đẹp của cô khiến Mạnh Quỳnh mê mẩn, chủ động tấn công Cặp đôi đến với nhau ngay sau đó Năm 2004 thì kết hôn Sau 17 năm đầu ấp tay gối Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu giờ đây có cuộc sống rất hạnh phúc. Vốn là người kín tiếng nên nam ca sĩ cũng không chia sẻ nhiều về bà xã. Chuyện này cũng dễ hiểu khi Cẩm Diệu có tính cách hiền lành, khá ít nói. Cô không phải người trong giới giải trí nên càng không muốn lộ diện nhiều. Được biết, vợ Mạnh Quỳnh hiện là M người phân tích tài chính ở Mỹ. Nam ca sĩ từng tiết lộ. Dù tính cách trầm lặng giống nhau nhưng anh và vợ trái ngược về cách sống. Nếu Mạnh Quỳnh là người truyền thống, giữ nề nếp người Việt thì vợ lại có quan niệm rất Tây bởi cô ở Mỹ từ nhỏ. Nhưng có lẽ vì trái dấu nên họ lại càng hút nhau. Cẩm Diệu nhờ tư tưởng thoáng nên cũng thấu hiểu cho tính chất công việc của chồng. Cô không ghen tuông hay khó chịu với bạn diễn của Mạnh Quỳnh trên sân khấu. Thậm chí Cẩm Diệu còn tạo điều kiện để anh thoải mái tinh thần thăng hoa trên sân khấu. Ghen thì phụ nữ nào cũng có. Vợ tôi cũng ghen nhưng bà xã cũng hiểu đó là công việc. Tôi diễn chung với Phi Nhung hơn 20 năm nay còn không có tình ý gì xảy ra thì làm sao hát cùng ca sĩ khác có gì xảy ra được. Mạnh Quỳnh tâm sự. Đặc biệt, cặp đôi có cả hợp đồng hôn nhân. Mạnh Quỳnh bật mí, tôi đi hát cuối tuần, ngày thường thì ở nhà. Khi kết hôn tôi đã có hợp đồng với bà xã. Em yêu anh, cưới anh thì phải chấp nhận tính chất công việc của anh là phải đi làm cuối tuần chứ không như những cặp đôi gia đình khác cuối tuần đi chơi. Mới đầu còn chút bỡ ngỡ, về sau họ cũng quen dần. Mạnh Quỳnh dù bận rộn nhưng cũng biết phụ vợ làm việc nhà. Từ nấu ăn đến dọn dẹp, anh đều làm rất tốt. Trước đây Mạnh Quỳnh đi hát kín lịch lịch cuối tuần hàng tháng nhưng hiện tại đã tiết chế nhiều, chỉ còn dừng ở 2 đến 3 tuần mà thôi. Mỗi người cố gắng một chút, gia đình họ nhờ đó mà giữ được êm ấm trong suốt 17 năm qua. Hiện tại họ có hai cậu con trai kháu khỉnh, cả nhà thường đi shopping, dã ngoại cùng nhau. Mạnh Quỳnh chia sẻ sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa với Phi Nhung là sống lạc quan, mạnh mẽ hơn và tiếp tục phục vụ khán giả đến khi về già. Hơn 20 năm quen biết và đứng chung trên các sân khấu lớn nhỏ, cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Dù cô ca sĩ Phi Nhung đã ra đi gần một tháng nhưng Mạnh Quỳnh vẫn thương tiếc không nguôi. Mới đây, trên trang fanpage cá nhân, Mạnh Quỳnh chia sẻ lại MV ca khúc tiễn em cuối đường theo yêu cầu của nhiều khán giả. Được biết, MV tổng hợp hình ảnh những lần Phi Nhung và Mạnh Quỳnh từng đứng chung sân khấu cùng những lời nhắn nhủ cả hai đã dành cho nhau kèm theo đó là tâm thư trải lòng sau khi người tri kỷ qua đời nam ca sĩ viết hứa với nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ lạc quan năng động và siêng năng không có lười nữa nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương phi nhung và mạnh quỳnh yêu cầu nên quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ phi nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình nhung nhé Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ lời hứa với giọng ca bông điên điển, cố gắng phục vụ khán giả đến lúc về già. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm các ca khúc về phi nhung nhưng với màu sắc tích cực và yêu đời hơn. Những gì Quỳnh đã hứa trước phong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa, Mạnh Quỳnh khẳng định. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết mình là tuyếp người sống không màng đến thế sự do đó trước những lùm xùm bùa vây quanh phi nhung anh không mấy bận tâm và tin tưởng hoàn toàn vào người tri kỷ của mình xưa nay quỳnh luôn sống an phận chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật quỳnh chưa từng hơn thua canh ghét và làm mất lòng ai dù là một đứa trẻ hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không nhung thôi ai nói gì mặc ai mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình mạnh quỳnh tâm sự cuối tâm thư mạnh quỳnh cầu mong cho phi nhung an lạc nơi đất phật không còn cần bận tâm đến chuyện tai tiếng thị phi thiên hạ nữa dưới bài chia sẻ của mạnh quỳnh nhiều khán giả để lại bình luận tiếc thương sự ra đi của cô ca sĩ Phi Nhung cùng hy vọng Mạnh Quỳnh sẽ sớm vui trở lại. Cố lên mạnh mẽ lên anh nhé, nghe từng câu từng chữ anh hát mà lòng cuộn đau. Anh thường xuyên đăng bài là chị vui liền, mãi yêu anh chị. Cầu nguyện cho chị sớm về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Thương chị và thương luôn cả anh Mạnh Quỳnh. Anh Mạnh Quỳnh cố lên anh nhé, kiếp sau anh chị vẫn hát song ca với nhau, khán giả luôn nhớ. Thương anh chị, cặp đôi Phi Nhung, Mạnh Quỳnh được khán giả biết đến là hai giọng ca ăn ý tại các sân khấu hải ngoại. Cả hai hiểu nhau từ sân khấu đến ngoài đời. Phi Nhung từng nói rằng Mạnh Quỳnh chính là người tình không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới. Hơn 20 năm đồng hành cùng nhau trong nghệ thuật, cả hai từng ghi dấu qua các ca khúc căn nhà màu tím, sầu tím thiệp hồng, thất tình ca. Khi hay tin Phi Nhung qua đời, Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh nói, anh rất đau lòng đến không muốn ăn uống, nằm vùi trên giường hơn một tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.